Mình là tên Nguyễn Minh Đoan, đang là nhân viên phục vụ đoàn quay phim của Beijing. Hôm nay mình có cảm giác và chinh phục đỉnh cực điểm cực đông của Tổ quốc. Hôm nay mình có cảm giác, mình hỏi anh là Vương, anh Ninh, Lão, thì cảm giác là khi trong quá trình cảm giác anh giờ phút này khi mà chinh phục được điểm cực đông như thế nào, hiện giờ cảm giác của anh như bây giờ, anh hãy chia sẻ cho mọi người biết. Nói chung là từ ngày chiều hôm qua tới giờ là ngoài cái cảm giác mệt ra thì đổi đổi lại là cảm giác sung sướng. Tại vì sung sướng là gì, mình đã chinh phục được những cái đồi núi nè, lúc thì nói chung là lên bờ xuống ruộng luôn á. Nói chung là mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mà những cái bóng mỏi của cô mà nhờ những anh em trong đồng đội là đẩy mình liên tục đó. Cho nên là khi mình chinh phục được cái điểm cực đông này, mình cảm thấy là rất là sung sướng, rất là vui. Mà thấy được là mình có thể vượt qua những cái rào cản mà bản thân mình nghĩ là mình không thể nào vượt qua được. Cảm ơn anh chia sẻ. Em có một câu hỏi để tiếp để cho anh Long trái cây. Từ hôm qua giờ trong quá trình mình đi, anh có gặp những cái trở chắc như thế nào, khúc mắc như thế nào, là vượt cái cách để anh vượt qua, để vượt lên chính mình, để đến được cái điểm cực đông đến thời điểm hiện tại, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết ạ. Chào các bạn, mình tên là Trần Thanh Long ạ, Long trái cây. Thật sự thì mình rất là thấy hào hứng vì cái chuyến đi lần này. 4:30 hôm nay mình phải thức dậy để mình vượt qua những cái tảng đá như thế này này, và chinh phục đó mình mà mình bị đau dây chằng và mình không thể nào đi nổi, nhưng mà nhờ sự cổ động và động viên của các anh em trong đoàn, trong nhóm mà đã thúc đẩy cho mình là có động lực. Những cái đèo núi mình phải bước lên từng bước một, mà chân rất là đau, nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình nhiều lần mình nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, nhưng nhờ chị Loan, chú Vải, chị đã cổ vũ cho mình là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em cảm ơn chị ạ. Cho em hỏi tiếp câu hỏi nữa là, đến thời điểm hiện tại mình đã chinh phục được cái điểm cực đông, cho em hỏi cái cảm giác anh như thế nào? Thật sự thì cảm giác lúc mà mới đi là trời đang mưa, và cái ngủ trời mưa mình nói thôi để cho mình ngủ đi, nhưng mà nhà sư anh Chí nước Hoa Thổ Nhĩ Kỳ đã nói anh cứ đi và chân đi, đang đi mặc phải mặc áo mưa và ướt hết cả người, và đến đây mà mình nghĩ là tại sao ông trời lại không thất hứa với mình, và mình đã không ngờ là đến đây mình đã chứng kiến được cái ánh mặt trời vào lúc 7:30. Mình xin hết. Cảm ơn. Cho mình có tiếp một câu hỏi nữa cho anh Linh Gạo, là trong quá trình hôm qua tới giờ là cái khó khăn và cái trở ngại lớn nhất của anh trong quá trình để chinh phục điểm cực đông này là gì? Cái trở ngại lớn nhất của tôi thì thật sự là tôi thì quan nhận thấy là cái thân tôi cũng ốm, mà tôi rất là yếu đó, thì tôi đi giữa chừng thì tôi rất là mệt mỏi, những cái bỏ giữa chừng mà gặp những cái hố, với lại là thật sự là những cái khó khăn của tôi là khi mà chui qua những cái tảng đá đó, những cái lỗ rất là nhỏ, mình không nghĩ đó, tôi rất là dài, tôi cái giò tôi dài, chân tôi dài, mình tôi dài, tôi bỏ ra thì tôi cuốn người tôi lại rất là khó, và tôi rất là đau đó. Nhiều khi mà dùng cái tay cái là tay tôi nó xước như là chạy rất là đau. Từ đó là những cái trở ngại của tôi là nhất là chui qua những cái tảng đá, những cái lỗ rất là nhỏ, mặc phục hay dùng qua. Đặc biệt là một cái là khi mà trời mưa đó, khi mà tôi núp mưa thì tôi nó cũng cực cho tôi nữa, tại vì những cái tảng đá, những cái hang rất là nhỏ, mình phải chui vô, mình co mình trong đó rất là đau. Đó là những cái mình nghĩ là đó là những cái thử thách lớn nhất. Vâng, cảm ơn hai anh. Cái cảm giác bạn để vượt qua những cái khoảnh khắc đó. Xin chào các anh chị, em tên Trí, em kinh doanh nước hoa Thổ Nhĩ Kỳ. Thì giống như anh Đoan nói, có những quãng đường á mà không thể nào mà đi được, mình phải khum xuống, mình lấy tay mà mình định là mình bò, vì nếu mình đứng lên nó sẽ té. Đường giống như vậy, đây rất là trơn, thấy rất là trơn, nghe không, đá nó cứ vậy không à,